thầy sư sẽ nhanh rõ xin lỗi. Rồi xin mời Phật tử Pháp Danh gì rồi câu hỏi ngắn gọn. Hồi nãy thầy có nói rằng là văn tư tu, khi mà mình tu mình định tâm được rồi mình phát huy được trí tuệ và thần thông. Trong kinh có nói rằng khi mà mình qua được sáu, mình nghĩa là mình tháo được sáu căn sáu trần thì mình đạt được thành sở tác trí, rồi tới diệu dụng tác trí, rồi tới bình đẳng tác trí, rồi tới đại viên cảnh trí. Như vậy thì những cái tuệ trí đó, mỗi cái mình sẽ nhận ra được bằng những thần thông nào? Ví dụ như thành sở tác trí thì thành cái gì, rồi diệu xen tác trí thì hóa thân ra làm sao, rồi bình đẳng tác trí thì gọi là tâm từ bi ra như thế nào, đại đại viên cảnh trí. Thưa xin thầy, thầy nói rõ cho chúng con được học hỏi. Cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn Phật tử Pháp Danh chị. Tịnh thánh hả? Tịnh thánh hả? À, tịnh thánh, dạ. Dạ, cảm ơn câu hỏi rất là hay. Tịnh thánh phải không? Tịnh thánh hả? Dạ, dạ. Ok, cảm ơn. À, câu hỏi rất là hay nha. À, tuy nhiên xin nói về rằng pháp Phật nó có hai phần, pháp học với pháp hành. Có những pháp học họ chia chẻ ra cho nhiều, cho mơ mông trời biển để mình nhớ, nhưng mà khi hành rồi không cần quan tâm cái đó đâu, tự nhiên khi mình nhất tâm mà tự động nó biến như vậy thôi, chứ mình khỏi cần hỏi cái gì biến ra cái đó. Trời ơi, giải thích ra nó mơ mông lắm, mình rối thêm. Bây giờ quý vị nhất tâm dùng sư một pháp thôi, giống như ngày nhất hành dùng một pháp thôi, một pháp mà thông vạn pháp. Mà đừng có hát nhiều, học mới mong đó, học nhiều nó rối đầu đó. Tuy nhiên có khi mình tâm mình định rồi mình học nó nhanh, mình học trong định. Nha, xin nói Phật tử nghe một cái kinh nghiệm thôi. Mình nói tổ sư Minh Đăng Quang là người học mới có cấp 1 à, mới hết tiểu học. Nhưng mà khi đắc đạo rồi, ngài có thể viết được bộ chân lý dày mấy ngàn trang. Đó là gì? Từ cái trí tuệ của ngài bung ra, thông hết các pháp. Chúng ta bây giờ còn phàm nhiều lắm, cho nên học mênh mông trời biển, học rất rối đầu ở trên. Rồi cái này nó nhầm vào cái kia nó nhầm vào cái nọ. Riết rồi mình học chừng nào mình lại rối chừng này. Thôi, học đến đó nhiều được rồi. Giờ chú tâm tu, chứ đừng có phân tích mấy cái chi li, mấy cái nhỏ đó, nó không ích lợi cho mình. Tại sao càng phân tích ra để ích lợi gì đâu, để có thêm tri kiến thôi. À, biết cái đó nó thành cái đó nó thành cái đó, rồi để làm gì? Cuối cùng cũng phải A Di Đà Phật. Phải không? Chúng ta nhất tâm. Cho nên anh trên trời Phật có dạy mình nhất tâm sanh vạn pháp. Định tâm đi, rồi các pháp nó tự thông suốt. Lúc đó mình sẽ hiểu. Giờ sư có nói quý vị cũng không nhớ được đâu, bảo đảm quý vị không nhớ được đâu. Tại cái đó thuộc về chuyên môn, nói ra nó nhiều lắm, nó mất thời gian. Giờ sư muốn nhấn mạnh cho quý vị là cái pháp hành là quan trọng nhất. Phải sống với đạo, sống an lạc, sống tốt với anh chị em, sống có từ tâm, sống yêu thương, sống tha thứ. Đó, rồi sống có chánh niệm, tỉnh giác mỗi ngày, tìm thấy niềm vui trong lòng của mình. Mỗi lúc mình hít thở, mỗi lúc mình niệm Phật, mình luôn nghĩ trải tình thương đến chúng sinh, những người đang đọa đày, những người đang khổ đau, những người không biết tu học gì hết, không biết làm phước gì hết, mình có bao giờ nghĩ tới không? Nên chúng ta hãy tập, mình được phước hôm nay, mình hãy nhớ tới bao nhiêu người còn khổ sở lắm, mình nên trải cái lòng từ yêu thương, nghĩ mong cho họ có được thấy được ánh sáng của đạo, để cho đời của họ bớt khổ đau. Để cho đời mình cũng bớt khổ đau nhờ tu tập. Dạ. Cảm ơn Phật tử nha. Dạ. Dạ. Rồi. Dạ thưa một phần, con xin lỗi con là
Phật tử Pháp Danh là Như Ý Châu. Thì cho con bổ túc câu hỏi của con khi nãy là con xin Thầy Hoan Thủy san sẻ cho con cái lời nguyện của Thầy trước lúc lâm chung cũng giống như cho con. Thì theo con thì con đang cố gắng là mình học cái pháp là như Thầy nói, là như Phật dạy vậy, là thân vô thường. Thì lúc đó trước giờ lâm chung mình sẽ quán là cái thân xác nó đau đớn, và lúc đó nó mình chấp nhận sự đau đớn đó. Thân xác nó rã đi ra hết, mình quán chịu đựng cái đau đớn nó sẽ đi đi. Nhưng con muốn hỏi là lúc đó cái tuệ của mình, cái hướng của cái đầu của mình á, sẽ gửi vào đâu? Khi sau khi mình quán cái thân xác trong lúc chết đó, thì con biết nó rã, nó đau đớn, mình chịu khó, mình release cái đó rồi. Nhưng con muốn hỏi cái ước nguyện của con khi mình tín vào đạo Phật 100%, và con đường của con không muốn trở lại ta bà, không muốn trở lại đây, hoàn toàn không bao giờ muốn trở về đây nữa, thì lúc đó cái đạo con nên nguyện và hướng về đâu? Xin Thầy con nghĩ san sẻ giùm con. Dạ, cảm ơn. Đó là câu hỏi rất là hay, nhất là những người có tuổi rồi đây sẽ thấy là mình đang hướng về đâu đó. Có tuổi rồi lúc mà bệnh đau, lúc bệnh đau nhất là cái trạng thái sắp chết, nó là trạng thái của sự tan rã ngũ uẩn, xác thân sẽ tan rã, đất nước gió lửa nó sẽ cuồn cuộn bên trong và nó phân hủy, và nó lại gây ra sự đau đớn. Không phải là vấn đề chỗ chịu đựng, mà vấn đề chỗ thấy nó không thật, thấy xác thân không ta. Mình chưa thấy được nhưng mà phải quán như là không ta, thấy của ai đó, không phải của mình. Mình tự kỷ thì mình coi thân không có thật, thân không phải là ta, thì cái đau này từ đâu? Tại vì mình chấp cái thân là ta cho nên mình cảm thấy có đau, chứ nếu mình nói thân là không thật, thân không phải của tôi, thì đau kệ nó chứ dính dáng gì tới tôi đâu. Đó là cái thứ nhất nha, không phải là chịu đựng mà ở chỗ là giác ngộ được bản chất không thật, cho nên mình không cảm thấy đó là đau nữa. Có những cái đau mình đâu thấy đau. Thế vì có những cái đau mình không thấy đau là sao? Mình không biết, mình coi như không. Ví dụ tình cảm quý vị đứt tay, ngay cái lúc đứt tay quý vị chưa thấy đau liền. Sau khi chảy máu, cái cảm thọ nó lên, mình đâu thấy đau. Cái đau nó dữ dội lên khi mình thấy tôi bị đứt tay. Khi mình chắc có cái tôi và trong đó cái đau nó mới dữ dội. Khi mình thấy không có phải là tôi, không thật. Thì tự nhiên giống như mình trút cái gánh nặng xuống, gánh nặng có đó, nhưng mà mình trút xuống cái ai gánh không phải mình gánh nữa. Nên có đau thì kệ nó, đâu dính dáng vì tôi. Đó là mình vượt qua cái cảm giác đau bằng cái tự kỷ đó. Thì coi thân không phải là tôi, cho nên không có vấn đề chịu đựng. Thì có thể chịu đựng là lúc mình còn thấy mình là tôi cho nên mình chịu đựng. Nhưng mà khuyên quý vị thấy là không phải là tôi nữa. Mình coi như đã chết lâu rồi, bây giờ chết lần nữa là bình thường thôi, đâu có cảm giác gì đâu. Còn cái thứ hai, đương vào đâu? Phải đương vào đâu? Cái tâm mình đương vào đâu? À, đương vào đâu? À, nếu lúc đó ma nó hiện ra rồi, lúc đó Di Đà nó, ma nó hiện, Di Đà nó hiện ra, mình nói dạ dạ con theo ngài rồi sao? Đó, lúc đó thì sao? Cho nên cái tâm mình lúc đó là để tự nhiên cho nó vắng lặng, nương vào sự vắng lặng, hướng tâm về chân như vắng lặng, chứ đừng có mong cầu. Rồi lúc sắp tắt thở, ai dưới nào, ai dưới nào, Phật cứu con, Phật cứu con. Rồi đó lùng ma nó biết là ô bà này cầu quá, xong tôi hiện ra, hiện ông Phật Di Đà ra, cái nước nó đi theo nó. Không. Nhất tâm, để tâm mình vắng lặng tự nhiên. Hơi thở và thở lỏng cơ thể tự nhiên. Tự nhiên mình bước ra khỏi thân xác nhẹ nhàng, lúc đó mình mới giật mình. Ồ, không ngờ mình cứ phát thân mình nó nhẹ như vậy. Không nhờ nó thoải mái như vậy, mình mang cái thân này thì dạng nó nặng như vậy, mình bước ra cái tù nó khỏe quá trời luôn, nghĩ tới đâu là bay tới đó. Lúc đó Phật Di Đà có đến hay không đến không thành vấn đề. Ở chỗ là tâm mình giữ cho nó chân như vắng lặng tự nhiên, không một niệm nào, không nghĩ tới con cái, không nghĩ đến trời Phật, không nghĩ tới ai, để tự nhiên vắng lặng, sự nghĩ là tốt nhất.
lúc mình chưa chết thì mình cầu Phật để cho mình có cái lực để mình an tâm, nhưng mà bắt đầu chết rồi không nghĩ tới ai hết. Trạng thái của mình là vắng lặng để tự nhiên, không có nghĩ tới con cái, cũng không nghĩ tới trời Phật gì hết, để tâm chân như tự nhiên mình nhập vào pháp thân của Phật luôn. Thì lúc đó mình bước ra khỏi thân xác nhẹ nhàng, mình là hiện thân. Tùy theo phước báo của mình nhiều lắm. Nếu phước báo mình đầy đủ, mình bước lên Phật thân. Còn nếu phước báo mình chưa đủ, mình bước qua hàng chư thiên, mình vẫn có thể hóa độ lại cho những người thân, gia đình nữa. Nên có những người đắc đạo ngay cái lúc bỏ xác. Nên lúc bỏ xác, có những người đắc đạo lúc bỏ xác là gì? Họ vừa tắt thở, thấy toàn nhà nó rực rỡ, nó sáng vàng, rực hết. Tự nhiên cái mùi thơm nó tỏa ngát hết. Hương lại, hương sen đủ nó tỏa ngát hết. Tự nhiên nhìn ánh sáng nó đổi màu, đủ hết. Đó là gì? Biểu hiện của người đó đắc đạo ngay cái lúc bỏ xác. Đắc đạo ngay cái lúc là giữ được cho tâm mình vắng lặng một cách tuyệt đối ngay cái lúc bỏ xác. Cái thể nhập vào chân như mình ra đi nó an lạc hơn, là mình hướng tâm về cầu cái thế giới nào đó. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả các tướng đều hư vọng, nó chỉ có tâm chân mới bất đủ trường trụ. Giữ được như vậy thì mình sẽ tự chủ bước ra khỏi xác thân ô uế này, mình muốn đi về thế giới của phước đức, của công đức, của sự tu tập của mình tới đâu mà đi tới đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Còn em có câu hỏi gì thêm? Quý vị nghe những câu hỏi như vậy có thấy học hỏi được gì không? Dạ. Nhớ nha, nhớ ha. A Di Đà Phật. Con pháp danh là Tâm Thiện Tịnh. Hồi nãy con nghe thầy nói mà về mấy cái pháp tu mà để chứng tu Đà Hoàng. Con nghe thấy xong mà dễ, giống như là mình đi học bậc tiểu học vậy. Nhưng mà nếu mà dù là có đi học bậc tiểu học, nhưng mà học xong cái bậc đó rồi, làm sao con biết là con được cái bằng tiểu học đó? Dạ, xin thầy quan thủy giảng giải thêm cho con. Dạ, dạ, cảm ơn câu hỏi rất là hay mà cũng rất khó ha. Rất hay và cũng rất khó ha. Làm sao biết phải không? Mình không cần biết, người khác biết cho mình. Hay là mình không cần biết mình đâu. Mình chỉ cần biết một cái thôi, đó là nhất tâm. Nhất tâm hướng về đạo. Còn người khác biết trình độ mình tới đâu họ nhận ra. Trên cái thế giới tâm linh này, tùy theo cái sức định của mỗi người, cái người định cao thì nó sẽ có ánh sáng khác, cái người định ít nó có ánh sáng khác. Đối với Phật là hằng hữu rồi, cho nên là kim thân bất hoại. Còn đối với chúng ta còn là phàm phu, có lúc này, lúc kia, lúc tham, lúc sân, lúc si. Cho nên ánh sáng mình có lúc định, mà cũng có lúc loạn. Cho nên ánh sáng của mình chập sáng, chập tắt. Còn trình độ tới đâu? Mình tự biết mình một phần, nhưng mà người khác sẽ nhìn vô biết. Giống như người đi trên chiếc đò, họ biết mình đi tới đâu hết. Họ chỉ biết là họ đang lao về cái mục đích, nhưng mà đi tới đâu biết hết, họ không để ý luôn. Mà tới đích rồi, cái người đứng hai bên bờ thấy họ đi vượt, chứ tàu đi rất là nhanh. Nhưng mà người trên tàu cảm thấy như là không có đi đâu hết. Thế nên mình tu, mình cảm thấy sao mình không có tiếng gì hết. Đừng có lo, mình tiếng mình không thấy đó. Nha, chỉ cần mình tu đúng pháp, thì con đường của mình đang hướng về. Tự nhiên tới một ngày nào đó, đến nơi đến chốn rồi thì mình sẽ biết rõ. Dạ, cảm ơn. Rồi, còn ai có câu hỏi gì không? Thưa quý vị, hết giờ đeo. Thôi, cảm ơn Phật tử nha. Quý vị có thể hồi hướng xong để mình nghỉ giải lao, và sau đó dùng chiều xong mình có cái giờ vấn đáp. Lúc đó có Hòa Thượng đây, có cái sự thâm sâu, Hòa Thượng sẽ lý giải nhiều vấn đề cho quý vị hơn. Hồi xưa chỉ khả năng tới đó thôi, thông cảm nha.